Bộ y tế có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó các bệnh viện thực hiện tốt đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Các bệnh viện phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người nếu có tại địa phương, đồng thời đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm đuối nước giảm đạp cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch